điên hả Hương? Em muốn bỏ nó. Em bị điên hả? Nó là con em mà. Với lại nó có tội gì đâu mà em định bỏ nó. Có muốn thì đi trừng trị cái thằng khốn nạn kia kìa. Nhưng mà em không làm gì được nó hết. Em không làm gì được nó thì sẽ có người làm gì được nó. Còn nếu mà không ai làm gì được nó thì ông trời sẽ trừng trị nó. Đời này quả báo nhanh lắm. Nó sẽ lãnh cái nghiệp của nó thôi. Cái thứ đó là mình không có nên khóc vì nó. Nè, em bình tĩnh đi. Từ từ cái gì cũng có cách giải quyết hết nha. Đừng có dại dột như vậy. Thôi mà, đừng có khóc nữa, bình tĩnh đi. Có gì từ từ giải quyết. Chứ bây giờ chị cũng chưa rơi vào cái trường hợp này. Chị không có kinh nghiệm. Chừng nào mà chị bị có bầu rồi bị người ta bỏ thì chị mới có kinh nghiệm gì chỉ em chứ. Sao lâu quá vậy? Gì? Mặt gì giám đốc vậy? Thì hôm nay nóng ra chụp thợ chụp hình thì phải ăn mặc như vậy thôi. Anh Vinh, khi nào mới quay vậy anh? Em chờ 2 tiếng rồi. Hay là bữa khác nha? Không được, bữa nay luôn. Nhưng mà em đợi xíu đi, diễn viên nữ sắp tới rồi, bị kẹt xe. Đúng rồi, kẹt xe. Đồ nữ chính tới liền em. Đúng rồi, em đợi xíu. Dạ sao? Thằng Sang nó bày ra cái trò này rồi, nó kêu người ta tới xong đưa hai anh em mình vô thế vậy sao? Giờ kẹt quá. Thôi mấy em vô em đóng nữ chính luôn đi. Em đạo diễn thì em biết diễn thì em vô em diễn với bạn đi. Anh quay lại cho. Kỳ lắm. Ui, cái gì mà kỳ. Ôi, đây, trời ơi, tới rồi. Đây nè, anh chỉ cho em nha. Đây là ba của em nè, đây là mẹ của em nè. Gì vậy? Gì á, bà gì? Giúp con cái vậy? Ừ. Chú, cô chú muốn có con á, giờ con cho cô chú người con á, giúp con vé này nha. Mẹ vé, chơi luôn. Con, mẹ nè, bao nhiêu năm không gặp, mẹ nhớ. Ủa, sao xô mẹ vậy? Ê, sao con xô mẹ con vậy? Vậy mất hiếu hả? Nè, ba không có đồng ý cái chuyện này nha. Con đừng có xô mẹ con, trời nó xô ba nó luôn kìa trời. Anh Vinh. Hả? Anh giỡn với em hả anh Vinh? Đây không phải là buổi casting. Họ đâu phải là diễn viên. Cái gì vậy? Quê nha. Đây. Cây đa cây đề đó. Có mặt ở trên TV hàng ngày luôn á. Bị hỏi ý thôi. Nhà không có TV hả? Nhà không có TV hả? Đúng rồi, em nên tôn trọng mọi người đi. Có mấy quay ở bên này, họ là những diễn viên từ bên nước ngoài bay về đó em. Thật ra để anh giải thích cho em hiểu nè. Thật ra cái buổi này á không phải là buổi casting đơn thuần đâu, mà là anh muốn tìm thêm những cái tư liệu chất liệu cho cái bộ phim điện ảnh sắp tới của anh, cho nên là muốn thử phản ứng. Và anh đang nhắm em, chính là em ha. Mình sẽ đóng vai chính với anh nè. Nhưng mà khoan, chủ đề gì ta? Kinh dị đi con. Kinh dị. Con nghĩ bạn này không nói kinh dị hợp đâu. Mình đổi chủ đề gì vậy ta? Chủ đề đam mỹ đi. Đam mỹ. Rồi, sau khi mà em lia máy lên là anh bắt đầu thoại nha anh Huy. 3, 2, 1, bắt đầu. Diễn đi con. Diễn đi, người ta diễn rồi kìa. Phong à, tôi có bầu rồi. Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với cái thai đó. Yên tâm. Được rồi. Ê, Sang! Tỉnh coi, tỉnh! Mày làm con gái người ta có bầu rồi mày bỏ. Mấy người dụ tôi tới đây để tao hội đồng hả? Mày là ai mà dám xí vô chuyện này? Tao là bạn của Hương. Còn mày là cha của đứa bé đó. Mày làm vậy mày không sợ bị quả báo hả mày? Đẻ nó ra mới là quả báo của tao. Mày coi cái thân tao như vậy nè. Rồi đẻ nó ra ăn cám hả? Thôi đi, đừng có nói nhiều nữa. Đây, Hương định uống hũ thuốc này đó. Ê, thuốc phá thai hả? Cái gì vậy? Trời ơi, thằng quỷ. Mày dám làm cái trò vậy luôn hả? Mày nhìn đi, mày nhìn cô chú nè. Nhìn nè, mày chống con mắt qua đây mày nhìn đây nè. Cô chú lớn về nè mà không có con, đi cầu trời khẩn Phật, đi bệnh viện, đi khắp nơi mà không có con. Vậy mà mày ông trời cho mày đứa con mà mày bỏ như vậy, mày giả mang quá. Quá rồi. Quý chết cha mày luôn đó. Nè, em làm cái gì vậy? Em quýnh nó, em thay mặt bà vợ nó quýnh nó. Em đánh nó làm cái gì? Giơ tay mình. Cái thứ này mà đánh làm cái gì? Vậy? Giết nó. Giết nó hả? Ừ. Cho mượn cái dao coi. Trời, cái dao đâu mà mượn. Trời, cái dao. Coi ăn mạng, coi ăn mạng, can quá lại. Trời, bà lấy dao thiệt hả bạn? Hương,
Sao em làm chuyện dại dột vậy? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Em xin lỗi mọi người, nhưng mà em không dám đối diện với hắn. Em còn muốn nghe hắn bắt em với con nữa. Cô nên phá cái thai đó đi, để mọi thứ em đẹp. Mất dạy, mày có phải đàn ông không hả mày? Mày Sang, bình tĩnh lại đi Sang. Mày có phải đàn ông không? Thôi, bình tĩnh đi, tôi kéo mày. Mọi người được lắm. Anh Vinh, tôi sẽ nói mọi người trong giới biết anh lợi dụng là đạo diễn để lừa tôi tới đây đánh người. Thử coi có ai làm việc với anh nữa hay không. Mày thử đi, coi chết biết liền. Tao cũng sẽ nói cho tất cả cái giới làm phim này biết mày là thằng Sở Thanh như thế nào. Chờ chơi không? Vinh! Quay coi. Làm như vậy, người ta nói là không biết trẻ em, hai đứa nữa. Làm cái gì mà đánh vô mặt người ta không vậy? Hồi nãy giờ chưa thấy đứa nào lên gói cái lọt. Thôi, thôi. Bồ tránh ra cho tôi ké. Em thôi, có chưa? Thôi. Muốn có nhà này xử mày luôn không? Thôi em, thôi đừng buồn em. Được lắm. Đợi đó. Mày được không? Thôi không được coi, không được coi. Đừng buồn em, không sao đâu. Hương à, đừng có buồn nữa. Nếu như mà thằng Phong nó không nhận đứa con nè thì Sang sẽ nhận. Sang, em nói gì vậy? Em biết em đang nói gì mà. Nhưng mà cái này không phải chuyện đùa đâu á. Cái chuyện này lớn lắm á Sang. Sang, có biết mình đang nói tầm bậy tầm bạ không? Mọi người có nghĩ cho đứa bé chưa? Rồi đẻ đứa con ra, một mình Hương nuôi đứa bé. Mọi người có nghĩ cho Hương chưa? Em nói em làm được là em sẽ làm được. Hương à, không phải Sang làm chuyện này là để tiếp cận Hương đâu, mà là vì Hương, vì đứa bé đó. Hương đồng ý đi. Cảm ơn Sang, nhưng mà Hương không xứng đáng với Sang. Sang à, đến ngày hôm nay anh cảm thấy anh tự hào về em lắm. Vì em đã trưởng thành rồi, suy nghĩ của em còn dũng cảm hơn cả anh nữa. Nhưng Hương nè, một mình em nuôi một đứa bé như vậy khó lắm. Làm mẹ đơn thân khổ lắm em. Giống như anh đã từng nuôi hai đứa. Hả? Từ lúc mẹ mất và ba bỏ đi, thằng Vinh và thằng Sang là một tay em nuôi không. Ờ, cũng đúng. Nhưng mà thôi đi, đừng có buồn nữa. Yên tâm đi, không có sao hết. Em cứ đẻ đứa bé ra đi, mọi chuyện để chị lo. Tính đi trước hai bước hả? Chị lo ẵm đứa bé qua nhà chú Lang Bang cho cô chú nuôi, chứ chị đâu nuôi được. Nhưng mà bên kia người ta cần con. Em cảm ơn mọi người, em cảm ơn anh Huy, cảm ơn chị. Nhưng mà con của em tự nuôi được. Anh Huy ơi, anh Huy cho chị Minh Hương đẻ em bé ra đi, em nuôi cho. Cái gì? Biết mình đang nói gì không vậy? Em sao nuôi được em bé? Sao nói thật mà, nuôi em bé cũng như búp bê thôi. Trời, nhưng mà búp bê đâu có biết khóc đâu. Em bé biết khóc á, thì em bé khóc em dỗ được không? Em bé khóc á thì em gọi chị Bola. Hả? Em bé đói thì em gọi anh Huy nấu. Còn em bé ói thì em kêu anh Vinh đó. Ủa? Sao tiện em bé ói thì là anh? Em thấy anh đi về á, anh say xỉn xong rồi anh ói. Em thấy anh có kinh nghiệm dọn ói á. Đúng rồi. Phương tin Sang đi. Sang sao không làm Hương tổn thương như những người khác đâu. Cảm ơn Sang. Cảm ơn mọi người. Em sẽ giữ đứa bé này và tự nuôi nó.